Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chuyện giờ vàng ở nơi không ban ơn. Những cuộc gọi bất thường, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, nữ nhân viên y tế nhấc máy. Alo, cấp cứu 115 xin nghe, bệnh nhân bị làm sao ạ? Tình trạng bệnh nhân ra sao anh ơi? Anh đọc lại cho em số nhà của mình là bao nhiêu để điều xe đến hỗ trợ ạ? Anh cứ bình tĩnh, đọc chậm thôi ạ. Quý vị thân mến, hầu hết các cuộc gọi đến đường dây nóng của trung tâm cấp cứu 115 đều là những cuộc gọi bất thường. Gọi là bất thường, bởi theo đúng nghĩa đen, phía đầu dây bên kia đang có tình huống nguy cấp về sức khỏe và cần đến đơn sự hỗ trợ của lực lượng y tế. Do đó, tiếp nhận thông tin qua điện thoại là việc quan trọng đầu tiên trong cấp cứu bệnh nhân. Các nhân viên đều điều phối cần nhanh chóng tư vấn hướng dẫn cho người dân cách sơ cứu, giữ an toàn trong khi chở xe cứu thương đến. Mỗi cuộc gọi đều là những trường hợp cấp bách khác nhau. Đó là những áp lực dồn lên đôi tai của các điều phối viên tại trung tâm cấp cứu 115. Không chỉ liên tục thúc giục khi chưa có xe cứu thương, người nhà bệnh nhân đôi khi còn dùng những lời lẽ cọc cằn khó nghe đối với nhân viên điều phối. Thế nhưng với tính chất công việc đòi hỏi sự bình tĩnh, những điều phối viên hiểu và cảm thông với tâm lý của người nhà bệnh nhân. Rất nhiều trường hợp khi gọi 115 chưa kịp đến, họ gọi lại dục liên tục, thậm chí còn mắng chửi chúng tôi. Nhưng mình là nhân viên y tế mà, chúng tôi hiểu tâm lý lo lắng của người nhà bệnh nhân. Những lúc như vậy, điều họ cần chính là những lời an ủi và trấn tĩnh, nữ nhân viên điều phối chia sẻ. Với những nhân viên tại phòng điều phối cấp cứu, điều khiến cho họ cảm thấy khó chịu nhất không phải là 2.000 cuộc gọi những ngày cao điểm, không phải là những lời lẽ cọc cằn từ người nhà bệnh nhân, mà là những cuộc gọi bất thường, gắn mác, rảnh rỗi, trêu đùa. Có thể các bạn không tin, nhưng hàng ngày chúng mình nhận được vô số những cuộc gọi cấp cứu chảy máu do xước chân, xước tay, rồi những cuộc gọi với nội dung gọi nhầm do trẻ con bấm. Nhờ các bác sĩ dọa cho cháu nhỏ ăn cơm, em gọi thử máy một chút bác sĩ ạ. Chúng mình cũng giận chứ, nhưng lo nhiều hơn, lo những người cần cấp cứu thật sự lại chẳng gọi được vì đường dây nóng bị bận vì những người quấy nhiễu. Điển hình có trường hợp gọi trêu trong suốt 3 năm liền. Trung tâm cấp cứu 115 đã phối hợp với lực lượng công an để tìm đến nhà của người trêu, thế nhưng khi đến nơi thì phát hiện đối tượng là bệnh nhân mắc bệnh lý về tâm thần. Chẳng thể xử lý dứt điểm, nhân viên điều phối cấp cứu buộc phải chấp nhận thực tế là trung tâm cấp cứu 115 có thêm một khách quen, thầm lặng chịu vất vả vì yêu nghề. Trung tâm cấp cứu 115 hiện có 14 xe cứu thương, trực luân phiên 24 tiếng và nghỉ 48 tiếng. Có 7 trạm cấp cứu nhưng chủ yếu chỉ đáp ứng được ở các quận nội thành và một số quận ngoại thành như Hà Đông, Cầu Nhật Tân. Khó khăn lớn nhất hiện tại với 115 chính là nhân lực. Trung tâm không đủ nhân lực để triển khai, mở rộng thêm các trạm, đưa những chiếc xe cấp cứu đến gần người dân hơn. Dù gặp nhiều khó khăn, cũng có lúc áp lực muốn từ bỏ công việc, nhưng hầu hết các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên tại trung tâm cấp cứu 115 vẫn tiếp tục gắn bó với công việc ở đây và tâm niệm đó là mối duyên nghề. Bởi có nhiều trường hợp cấp cứu, khi bệnh nhân được hồi sinh, nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của người nhà bệnh nhân, phần nào giúp chúng tôi như quên đi những áp lực của công việc. Gần 20 năm trong nghề, bác sĩ Trần Anh Thắng cho biết thời gian cấp cứu là yếu tố sống còn đối với bệnh nhân. Do đó chỉ sau 1 đến 3 phút khi nhận cuộc gọi, đội ngũ nhân viên 115 đã phải lên xe di chuyển đến hiện trường. Bởi đã xác định làm 115 phải là như thế, phải tâm niệm rằng đi cấp cứu là vì bệnh nhân chứ không phải là ban ơn. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là cấp cứu ngừng tuần hoàn luôn là áp lực đối với các bác sĩ tại trung tâm, bởi khi trái tim đã ngừng đập, mỗi phút trôi qua là cơ hội được cứu sống của bệnh nhân lại càng trở nên mong manh hơn. Với bệnh nhân, ngừng tuần hoàn phải được cấp cứu nhanh nhất có thể, để trước hết là tuần hoàn trở lại và thứ hai là giảm thiểu tối đa những biến chứng có thể xảy ra với bệnh nhân. Nếu cấp cứu ngoại viện không tốt, bệnh nhân chưa được khôi phục, tái lập tuần hoàn tự nhiên thì việc đưa đến bệnh viện gần như không còn ý nghĩa gì cả. Cần nhấn mạnh rằng, giờ vàng để cấp cứu ngừng tuần hoàn chỉ kéo dài 3 đến 5 phút kể từ khi bệnh nhân rơi vào tình trạng này. Do đó, sự phối hợp từ điều phối viên đến ekip cấp cứu phải thực sự nhuần nhuyễn. Phần lớn các cuộc gọi cấp cứu đều là tai nạn giao thông, còn lại là các bệnh cấp tính nội, ngoại khoa, nhất là về hô hấp, tim mạch. Khi có sự hỗ trợ của 115, tỷ lệ tử vong của những trường hợp này giảm đi đáng kể. Ví dụ như những bệnh nhân nhồi máu cơ tim, người thân vận chuyển không đúng cách có thể gây nguy hiểm và tử vong. Rồi các bệnh nhân bị hen phế quản ở những khu vực nhà cao tầng, nếu bệnh nhân đi cầu thang máy, không gian hẹp sẽ rất nguy hiểm. Khi 115 có mặt, bệnh nhân sẽ được dùng thuốc sau đó mới có thể sử dụng thang máy hoặc được vận chuyển bằng cáng. Đó chính là lợi ích của việc gọi cấp cứu 115 sẽ giảm thiểu tỷ lệ tử vong và tai biến sau này. Thậm chí với họ, Tết cũng chỉ là một ngày bình thường, điều quan trọng nhất là giờ vàng chứ không phải là giờ nghỉ.
Thủ tướng không để dự án đội giá xảy ra tham nhũng tiêu cực. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45 và Diễn Châu Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1, thăm hỏi chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 2017-2020 có tổng chiều dài 652,86 km, được chia thành 11 dự án thành phần. Hiện dự án thành phần cao bổ Mai Sơn dài 15,2 km và dự án thành phần đoạn cam lộ La Sơn 98,3 km đã đưa vào khai thác. 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công. Thủ tướng ấn tượng công trình khó nhất hoàn thành tiến độ trước 3 tháng. Thị sát trên tuyến dự án Mai Sơn, quốc lộ 45, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dừng tại hầm thông thi kiểm tra, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Đây là hầm lớn nhất của dự án, được thi công theo phương pháp hiện đại. Hầm có quy mô 3 làn xe cơ giới và 1 làn đi bộ cho mỗi ống hầm, được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng và thông gió. Cách đây 1 năm, trong chuyến công tác đầu năm mới Nhâm Dần, Thủ tướng cũng đã tới kiểm tra, đôn đốc tại hầm thông thi. Thời gian qua, nhà thầu, tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân tổ chức thành 8 mũi thi công trên công trường với thời gian thi công 3 ca liên tục. Thủ tướng đánh giá hầm thông thi là hạng mục khó nhất trên tuyến, song đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, cho thấy năng lực và uy tín của nhà thầu. Kinh nghiệm chỉ ra là cần phải có đủ cơ sở dữ liệu để hạn chế phát sinh sự cố. Khi có vấn đề, các bên cần phối hợp chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời. Trường hợp nhà thầu nếu không đủ khả năng, không đáp ứng yêu cầu thì cần thay thế. Lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục, nguồn vốn, đặc biệt là đề nghị tỷ lệ phần vốn của nhà nước thay đổi phù hợp tình hình từng dự án, hiện quy định không quá 50%. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn luật đất đai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư có sử dụng đất. Ngay sau đó, Thủ tướng đã đến kiểm tra công trường thi công cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL, dự án Mai Sơn, quốc lộ 45, nối từ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục này đang chậm tiến độ so với kế hoạch, cần đảm bảo chất lượng, kỹ thuật. Thăm hỏi chúc mừng năm mới cán bộ công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công 3 ca 4 kíp, đồng thời cần bảo đảm an toàn tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Ấn tượng với việc các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng tại đoạn tuyến này, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư cần giao thêm việc cho các nhà thầu thuộc quân đội. Tiếp đó, Thủ tướng kiểm tra tình hình thi công nút giao Đông Xuân và thăm động viên người dân khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công nhân đã thi công xuyên hai Tết trên công trường, Thủ tướng đề nghị tiếp tục khẩn trương thi công, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ông lưu ý xây dựng các nút giao bảo đảm cả kỹ thuật và mỹ thuật, tạo điểm nhấn về cảnh quan. Chia sẻ với Thủ tướng, người dân cho biết trước đây cũng có những băn khoăn lo ngại, nhưng thực tế khu tái định cư mới đã hơn hẳn nơi ở cũ. Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường nơi ở hàng trăm năm cho dự án, vui mừng trước chia sẻ của bà con. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cuộc sống, sinh kế của người dân trong diện di rời, nhất là đảm bảo hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng điện nước, giao thông thuận lợi, phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ, tạo diện mạo mới cho nông thôn, nhất là những vùng khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.